Với channel của mình nha, mình Hứa Mơ đây. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm video về Mini World cho các bạn coi nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cái video cũng khá là quen thuộc luôn. Thì cái video hôm nay các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Các bạn nhìn tiêu đề các bạn đã biết mình làm gì đúng không? Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm cái video về cái vòng quay show Mini World và đậu nha. Thì lần trước á, thì có rất là nhiều bạn comment cái ID vào cái web mà mình đã đưa ra đó. Thì như đầu video các bạn đã thấy rồi đó, mình đã chọn ra một cái ID và mình đã dùng cái vòng quay đó mình quay rồi, thì chắc chắn nó sẽ chuyển cái phần thưởng mà mình quay trúng vào cái ID đó. Thì hồi nãy hình như mà mình nhớ không lầm là mình quay trúng 500 xu hay sao á, mình nhớ là như vậy đó. Thì nó sẽ gửi cái phần quà đó vào cái hòm thư của cái ID mà các bạn may mắn đó. Thì mình chỉ chọn ra có một ID thôi. Thì trong video này thì các bạn nhớ làm theo mình nha, để mà có cơ hội để được mình chọn, và những video sau thì mình sẽ tìm ra những bạn may mắn khác nha. Thì những video sau thì chắc chắn là mỗi video mình sẽ chọn ra một vài bạn. Thì video này mình chỉ chọn có một bạn thôi, có thể video sau mình sẽ chọn hai bạn hoặc là ba bạn gì đó cho nó nhiều, chứ một bạn nó hơi ít. Thì các bạn nhớ làm theo mình một xíu nha, một xíu mình hướng dẫn các bạn làm ý như lần trước luôn à, nó không có khác gì cả. Nhưng mà các bạn có thể comment trên cái video này, comment là bình luận, có thể bình luận ID trên cái video này luôn, hoặc là làm trên cái web cũng được. Nhưng mà các bạn, mình khuyên các bạn nên làm trên web nha, tại vì các bạn comment ID ở đây á, có thể là YouTube nó xóa cái comment của các bạn á, tại vì các bạn comment số nên YouTube nó sẽ xóa. Còn mình khuyên các bạn nên bình luận cái ID ở trên web nha. Một xíu mình hướng dẫn các bạn sao. Thì mỗi video mình sẽ lựa ra vài cái ID gì đó, lựa may mắn thôi chứ mình cũng không có chọn, mình chọn đại thôi à. Còn bạn nào may mắn thì mình cũng không biết nữa. Như là đoạn video các bạn đã xem mà đó, có một bạn rất là may mắn mà mình cũng không nhớ số ID nữa, mình chỉ nhớ là được hình như là 100 xu hay sao. Bạn nói rất là may, ủa 500 xu chứ, bạn nói rất là may mắn luôn. Thì những video sau mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn các bạn cách, mỗi những video sau thì mình sẽ lựa ra một vài bạn để mà tặng tiếp nha. Ok, thì mình không tránh làm mất thời gian của bạn nữa, thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách để mà điện cái ID để mà những video sau mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên để mà mình sẽ dùng cái vòng quay đó mình quay cho các bạn xem. Và các bạn làm thì nó sẽ không có hiện cái vòng quay đâu. Thì lần trước, video trước mình có nhiều bạn hỏi sao không thấy cái vòng quay, là do là mình chỉ yêu cầu các bạn comment ID trong đó thôi mà, còn mình sẽ dùng cái vòng quay nhưng mà mình quay cho các bạn. Thì mình quay cũng là như các bạn quay thôi, nó kiểu hên xui thôi à, chứ không phải là mình muốn cái gì là được cái đó đâu các bạn ơi. Đó như kiểu hên xui thôi à. Nên mình quay dùng các bạn nha, mình có không có công bố cái link web cái vòng quay đó đâu. Tại các bạn sợ các bạn vô nhiều quá nó sập cái web đó nữa. Thôi tránh các bạn, tránh là mất cái thời gian của các bạn nữa, thì bắt đầu luôn nè. Hướng dẫn các bạn cách để mà điền cái ID vào cái web để mà những video sau á, mình sẽ dùng những cái ID đó, mình sẽ lựa ra một vài ID ngẫu nhiên để mà mình làm như cái khúc đầu mà các bạn coi á, là mình sẽ dùng cái ID đó rồi mình vào cái vòng quay và mình sẽ quay chúng cái gì thì mình sẽ, nó sẽ tự động gửi vào hòm thư các bạn cái đó. Thì hồi nãy á, thì đầu tiên các bạn chỉ cần việc là bấm vào link mô tả video của mình sẽ có một cái link thôi, các bạn yên tâm, nó sẽ chuyển tới đây, các bạn đợi một xíu nha. Nó xác minh các bạn không phải là robot đấy mà. Thì các bạn comment ID trên cái web này là có lý do cả, tại vì các bạn comment trên YouTube thì YouTube nó sẽ xóa cái bình luận đó. Tại vì các bạn bình luận số thì nó sẽ không có cho đâu, nó sẽ xóa mất. Tại YouTube nó có ra cái luật đó nên mình mới kêu các bạn bình luận trên đây. Nên các bạn
video đến đây cũng là phải kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ đây là một like và đăng ký kênh nha. Và mình sẽ cùng với các bạn xem một đoạn trailer phim Minuet mới ra nha. Thì chắc các bạn đã biết phim này rồi nha. Thì mình sẽ cùng các bạn thưởng thức nha. Ok. 昨晚方晶石爆炸，虚空之力爆炸。卡卡，我们无法再次封印谜题内的虚空之力了。啊！我这是怎么回事？你现在身上是虚空之力，属于不祥之力。 情况非常危险，他现在每使用一次，就会让虚空之力增长一分。如果不及时压制，卡卡将沦为虚空兽的傀儡，永夜才是这个世界的最终归属。 我想学习驾驭虚空之力，成为能保护别人的力量。但你必须保护好你自己。没想到那小子居然是破解封印的关键。